máy lọc không khí Daikin MCK70. Đây, đây hình thức khá là mới, trắng nguyên bản. Cái này bên mình cũng chưa vệ sinh kỹ lắm, thực ra là không có thời gian. Daikin nói chung là máy khá là chuẩn. Thì đây là các cái chế độ để hiển thị, ví dụ như là khóa này, báo độ ẩm này, báo không có nước này. Đây là chế độ hẹn giờ. Đây, eco là chế độ chạy êm. Để bật tắt hay là khi mà con muốn bù ẩm thì chạy chế độ này. Động cao. Đấy, đây tốc độ gió. Đây tốc độ gió hay là các chế độ. Đấy, nhiều tiêu chuẩn ở đây rồi là tự động hoa. Chế độ lọc không khí. Máy cũng khá là mới. Con này là date là 2011. Công nghệ lọc tĩnh điện. Đây. Mình sẽ mở nắp cho các bạn xem sao công nghệ lọc tĩnh điện là như nào. Đấy. Đây là hai cái bộ lọc tĩnh điện. Đấy. Con này nó là công nghệ nổi bật, lọc cả tĩnh điện và lọc cả HEPA và lọc thông hoạt tính. Đấy, đây là màng lọc bụi này. Tiếp theo là màng lọc HEPA này. Đấy. Tiếp theo là màng lọc thang hoạt tính. Thang hoạt tính này. Đấy. Chung máy thì Daikin thì lọc rất là khỏe, tốt, mùi rất là thơm. Ok, cảm ơn các bạn.